là đường vào của ngày khai mạc. Chào Tiến, Thanh Hóa. Hơi bị lầy một tí. Anh em vào lâu chưa? Được lúc rồi. Đấy. Và không gian hoành tráng. Đi bên tay trái để mà quay tiếp khu bên trong. Ngay khán đài chúng ta sẽ vào thăm một khu trưng bày cây trong hoàng đẹp đẽ, quá tuyệt vời phải không các bạn? Ngoài cố gắng của ban tổ chức, người chơi lại thiết lập cho mình đó, xin chào, người chơi lại thiết lập cho mình một không gian chơi bằng những tường xây tuyệt đẹp. Đường bắt đầu quay đến khu của Hải Phòng, Hải Phòng Thanh Hóa. Một thời hòa bình của Hải Phòng. Mừng đỏ. Chào Trung. Đường bắt đầu ghi các cây của Hải Phòng. Lúc nào cũng riêng clip này. Làm chưa? Bây giờ làm thôi. Quay qua tổng thể thôi. Rồi. Chụp kiểu ảnh ở đây. Anh em mình chụp một kiểu ảnh ở đây. Làm kiểu cái hoa phượng của Hải Phòng. Thầy bảo là nó chụp cho bây giờ. Có máy của hai anh em, hai phát rồi. Phải có người về cả chân đấy. Rồi đẹp lắm này hả? Để đưa lên là chương trình Hoa Phượng Đỏ này, đưa ra. Ừ, thì cứ đưa thì bây giờ không xem xét được, không có thời gian. Đấy, cứ đam mê thế anh ạ. Cứ đam mê như thế. Chia sẻ này, câu lạc bộ của chúng em nó chỉ có thế này thôi. Vâng, thôi rồi. Câu bộ của các anh ạ. Hải Phòng. Tôi quay tiếp. Chào quý đáp. Thôi bắt tay lung tung nhỉ. Anh em cứ tay nào bắt tay. Anh ơi sống lâu chưa? Đấy. Vâng. Rồi. Vâng. Vâng anh nhá. Một tác phẩm lăn lên, một tác phẩm thân quen đã được đặt trên một chiếc chồng mới. Đó là tể tướng Lương Cổng, đúng là rất lộng lẫy, làm nên do khu để cây loại tỉnh Bắc Giang. Quang cảnh đây rồi. Những tác phẩm tôi đã từng quay. Quang cảnh hay Vũ Đức Long. Cảnh rơi rất đẹp. Một tác phẩm Đỗ Quyên nữa. Tôi cũng rất thích quay cây Đỗ Quyên của Văn Hải. Nguyễn Sơn ô tô ký tấm lũa rất đẹp. rất mê mèo. Nguyễn Hải Sơn, Cần Thơ. Trên những tấm gỗ lúa như trên tấm gỗ lúa. Những sản phẩm đuôi xanh dở. Như một tán đĩa. Như một tán vòng tròn. Trang quét. Ra Trần Đình Long. Các bạn rất là nhiều đeo. Vui chơi thanh nhã đặt trên những chiếc đôn rất đẹp như thế này, sập cây gỗ đàng hoàng rất là tao nhã đẹp như thế này. Và gian hàng của Bắc Giang, khu trưng bày gian hàng Bắc Giang thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.